Chào anh em nha. Nay về một con xe rùa bánh xích. Con này chở khoảng được 300 kg. Thùng nó thùng ngang. Con này cái máy nó rất là to luôn anh em ơi. Đây chạy tới chạy lui chạy ve đây. Đây là bên màu đỏ là chạy ve. Qua đây chạy tới chạy tới. Con này độc quá. Nó gắn với máy Kuta nha nè. Máy Kuta lớn luôn à. Máy Kuta lớn. Máy nó tới 7,5 người. Nó xài chán chê luôn. Nó chở 300 kg mà chở chắc hơn luôn. Tại cái máy quá mạnh. Rồi mình về cái bô nó bị bung ra nè. Mình có chấm hàng vô nè cho nó khỏi lắc á, nó rung cái này nè, rung cái dĩ bô nè, nên mình hàng vô. Cái rộng của nó được 3,5 nha Nam. Năm gan là có 1m1, dài có 1m1, rộng nó được 50. Xích thì tương đối còn rất là ok nha Nam. Dàn bánh đỡ xích này rất là bự luôn. Con này không biết sao nó chế đồ bự không mà sao nó dở. Nó làm cái thùng nhỏ quá. Máy cũng lớn. Dàn chân rất là chắc chắn luôn. Này rửa ra là còn đẹp nha Nam. Để bãi này không có dọn rửa trước nha. Đây là cái chắc nổ luôn quá. Xúc bình xăng mới nổi. Để coi coi. Thấy cột xăng bên này không biết có nổ không. Nổ. Chạy thử cho anh em xem luôn chứ. Điện thoại trên video cho mình nha. 0965198720. Cục máy Kuta quá chất lượng luôn. Rồi chào anh em nha.